sự tham gia của các diễn viên Trần Lam Mật Âu trong vai Hứa Long Bân, Trần Đông Giang trong vai Lục Tuấn Quang, Phương Triển Phát trong vai Trần Kim Bảo, Thái Kiều Huệ trong vai Trầm Nghi Huy, Trần Phụng Linh trong vai Bạch Tịnh Vũ, Bao Hương Bình trong vai Diêu Vĩ Nhất và một số diễn viên khác. Trần Diệu, phó đạo diễn Lý Gia Duy, Dương Âu Bội, Hoàng Hân Nhi, Lưu Thi Mẫn, đạo diễn Phương Gia Phúc, Khương Kiến Đình, Trần Kim Tường, Diệp Phối Nguyên, kế hoạch Tạ Phối Sang, giám chế Trương Long Mẫn. Bộ phim Sứ Mệnh Vẫy Gọi. Tập 10. Số bánh mì này là thành phẩm sẵn sàng để bán rồi. Lò nướng này, mỗi ngày chúng tôi sẽ vệ sinh một lần. Công đoạn này thì không cần phải đeo bao tay. Cho tới khi bánh mì nướng xong thì mới bắt đầu đeo bao tay. Có hiểu không? Còn nữa, mỗi ngày chúng tôi đều vệ sinh dụng cụ. Trước khi làm bánh sẽ vệ sinh một lần. Trước khi tăng ca sẽ tiệt trùng một lần. Bảo đảm tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và vệ sinh. Hơn nữa bánh mì của chúng tôi còn cung ứng cho các tiệm cà phê khác, hoàn toàn không có vấn đề. Cạn ly. Cạn ly. Tình hình bên cậu sao rồi? Tin tức cục vệ sinh đến điều tra để lên báo cũng làm cho khách hàng sợ chạy mất rồi. Việc làm ăn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không nhanh chóng giải quyết việc này thì khách hàng sẽ mất lòng tin với chúng tôi đó. Bếp chính của các cậu bị đình chỉ hoạt động. Vậy gia vị nước chấm của các cậu thì sao? Tôi không biết. Long Bân đang xử lý việc này đó. Hình như anh ta đang tìm nhà cung ứng thay thế tạm thời thì phải. Cậu và Long Bân vẫn như vậy? Anh ta không ưa tôi thì tôi làm gì được đây hả? Hai người thiệt tình á, cả hai người đều là đàn ông mà, cứ như vậy hoài không mệt hả? Tôi cũng đâu có muốn đâu. Tôi với anh ta không thù không oán. Thật ra việc Long Bân phạt anh ở quân doanh á, anh ấy có lý do riêng của mình. Ừ, anh ta là anh em của cậu, đương nhiên là cậu sẽ đối tốt với anh ta rồi. Đi. Hả? Thực ra thì anh ấy đã sớm biết người làm mất băng đạn là Razali chứ không phải cậu. Anh ta đã sớm biết. Lấy gì đi? Là Tịnh Vũ thấy cậu đưa băng đạn của cậu cho Razali, nên hôm đó cô ấy đã nói với Long Bân rồi. Anh ta biết rồi, vậy sao còn phạt tôi làm gì chứ? Nếu như anh ấy nói ra sự thật, Razali sẽ không được về nhà. Cậu ấy sẽ không thể chúc mừng sinh nhật cho con gái của mình được. Cậu thử nghĩ đi. Nếu Razali bị phạt ở lại thì con gái cậu ấy sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Nên Long Bân mới chọn để Razali về nhà trước, rồi sau đó mới phạt cậu sau. Cậu hiểu chưa? Anh ta đã biết rồi. Vậy sao ngày thứ hai còn phạt tôi không cho tôi về làm gì chứ? Còn không phải vấn đề của cậu sao? Tôi thì có vấn đề gì đâu chứ. Thể lực của cậu kém tới như vậy. Tôi đã nói với anh ta, 10 năm nay tôi không luyện tập rồi. Nên Long Bân mới bắt cậu luyện tập nhiều hơn một chút. Thực ra Long Bân chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Anh ấy hy vọng cậu mau chóng bắt kịp với mọi người. Không lẽ cậu muốn một mình cậu ảnh hưởng tới thành tích của mọi người luôn hay sao? Tôi có thể tự sắp xếp thời gian luyện tập được mà, tại sao? Cậu mà tự giác hả? Có ma mới tin. Nếu không có người ép cậu, cậu căn bản không vận động. Tận dụng thời gian trong trại để tập còn hơn là dùng thời gian cá nhân của cậu, đúng không? Thôi được rồi, chúng ta uống đi ha. Được rồi, đừng nói nữa.
Sao đây? Biết được rõ sự thật có phải có cách nhìn khác với Long Bân không? Thật ra con người của Long Bân là vậy đó. Dù là chuyện gì cũng theo nguyên tắc của anh ấy hết. Anh ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng, không nói tình người, nhưng mà thật ra sau lưng làm rất nhiều chuyện nhưng không nói ra thôi. Dù là bị người khác hiểu lầm, anh ấy cũng không hề quan tâm và không giải thích. Chuyện cậu là một ví dụ điển hình đó. Các cơ quan liên quan đã điều tra được có vi khuẩn trong hộp bảo quản cà vé của chúng ta, và chứng thực đó là phân chuột. Phân chuột sao? Trong bếp sao lại có chuột chứ? Như vậy cục vệ sinh có khả năng tạm thời sẽ treo giấy phép của chúng ta. Vậy thì chưa chắc. Cục vệ sinh kiểm tra bếp chúng ta thì không có phát hiện dấu tích của chuột, cho nên tôi nghi là chúng ta đã bị người hại bỏ phân chuột vào hộp cà vé. Vậy bà nghĩ là ai? Nếu người này có thể tùy ý vào khu vực bếp, tôi nghĩ là do nhân viên của chúng ta đã làm điều này. Vậy người có hiềm nghi nhất là bếp trưởng Awa rồi, vì cà vé là do ông ta chuẩn bị mà. Không thể nào là Awa. Ông ấy làm gì ở Kobikia 20 năm rồi, là nhân viên lâu năm. Ông ấy không có lý do để làm tổn hại tới chúng ta. Có thể ông ấy bị mua chuột thì sao đi? Đây chỉ là suy đoán của cậu. Con người của Awa tôi biết rõ, ông ấy tuyệt đối không phải loại người này. Nhưng mà... Đủ rồi, việc này á không thể kéo dài được đâu. Rất nhiều khách hàng đã mất lòng tin với chúng ta. Mọi người phải mau chóng điều tra chân tướng để tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, việc này cứ giao cho chúng tôi xử lý đi. Ông đừng có kích động quá. Tôi không sao. Bà, con nhất định sẽ điều tra rõ. Bà đừng quá lo lắng. Anh thực sự cho rằng không có người hãm hại Kobikia sao? Không thể nào. Hoặc là có người đã bán đứng công ty nhưng mà anh không hề biết. Hai công ty không có lợi ích gì cho họ hết. Cái này thì khó nói lắm. Có thể là do kinh tế của họ có vấn đề. Chứ cần tiền thì sao? Xin lỗi, tôi còn có việc phải xử lý. Không tránh nghe cậu suy đoán không có căn cứ đâu. Cậu muốn gì? Kobikia gặp chuyện, người lo lắng nhất vẫn là ba tôi thôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết được việc này. Nếu đã tra ra được có người bỏ phân chuột vào, chứng tỏ liên quan đến nhân viên trong bếp, anh nói xem đúng không? Tôi nói được nhất định sẽ làm được. Cho dù là manh mối nhỏ nhất đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Cho dù là một chút xíu đi chăng nữa thì tôi nhất định cũng không bỏ qua. Cậu xem đi, cà vé này đều do đích thân tôi đảm nhiệm hết đó. Làm sao mà tôi hại bản thân mình được chứ? Nhất định là có người muốn hại tôi rồi. Vậy gần đây ông có đắc tội với ai không vậy? Không có. Tôi sẽ hỏi thêm những người khác. Tiểu Trần à, gần đây cậu có thấy nhân vật khả nghi nào xuất hiện không? Hình như là không có. Không có sao? Thượng giám đốc không có mà. Vậy gần đây có tranh chấp gì ở đây hay không? Cũng không có. Mọi người biết gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Được rồi. Gần đây có xảy ra tranh chấp gì hay không? Nói rõ ràng hơn đi. Không thể nào. Cậu của tôi bình thường làm việc rất nghiêm túc, đối với người khác cũng tốt. Sao có người muốn hại ông ấy chứ? Vậy thì gần đây có ai khó khăn và mượn tiền cậu hay không? Không có. Cậu nghĩ kỹ lại đi. Thật sự là không có. Xin lỗi cậu chủ, tôi phải đi làm việc đi. A Minh, làm không tệ nha. Tiếp tục cố gắng. Có cần phải vậy không? Chúng ta làm công đã rất cực khổ rồi mà. Đúng vậy. Chúng ta chỉ kiếm cơm thôi, có cần tích cực vậy không đây? Tên kia viên đối trước mặt cậu chủ giả tạo à. Ra vẻ tốt với chúng ta lắm. Phải rồi. Người ta mới đến để làm trợ lý bếp trưởng mà. Lần này có quy quá rồi. Vị trí đó vốn dĩ là của Tiểu Trần. Vậy mà bếp trưởng lại thăng chức cho cháu ruột, chứ không phải là cậu ấy. Rõ ràng là chung một vụ còn gì. Đúng là bất công mà. Cũng hết cách rồi. Khó kiếm công việc. Ê, cậu mà. Chủ. Chuyện mà hai người vừa nói, cụ thể ra sau đi. Xem ra chuyện không đơn giản. Không ít nhân viên đều bất mãn với Awa.
Có khi nào trong số đó có người quá bất mãn nên hãm hại ông ấy không? Nhân viên ở đây nhiều như vậy, ai cũng có hiềm nghi hết. Làm sao có thể tìm ra được người bỏ độc đi chứ? Ồ, xin lỗi nha, tôi không biết hai cậu đang ở đây. Tôi xin lỗi. Tiểu Trừng, không sao đâu. Cậu ấy là Tiểu Trần sao? Không những rất cố gắng, còn có chí cầu tiến nữa. Làm ở đây 7 năm và có biểu hiện tốt như vậy. Vì sao Aqua không thăng chức cho cậu ấy? Ngày mai chúng ta triệu tập toàn bộ nhân viên, kêu họ mở tủ đồ ra, chúng ta kiểm tra đột xuất. Aqua, đây là cái gì? Cái này không phải của tôi đâu, các cậu phải tin tôi, không phải do tôi làm đâu. Không phải ông hay sao? Hơn chuột đã tìm được từ tủ của ông rồi đó, ông còn muốn chối cãi hả? Tại sao lại không chịu thừa nhận vậy? Nhất định có người muốn hại tôi rồi đó. Không sai, kẻ giá quà cho ông, chúng tôi đều biết lại. Tiểu Trừng, tại sao cậu làm gì? Anh không có chứng cứ, sao lại đổ oan cho tôi chứ? Chứng cứ ở đây. Hôm qua tôi đã lén đặt camera ở đó rồi. Hôm qua phòng nghỉ, sau khi lấy đồ, cậu đã không rời khỏi đó ngay. Tôi phát hiện cậu đã trốn ở ngoài để nghe lén chúng tôi nói chuyện. Cậu ấy là Tiểu Trừng sao? Đúng vậy. Đã làm ở đây bao lâu rồi? Làm được 7 năm rồi. Biểu hiện thật sự rất tốt, không những cố gắng còn có chí cầu tiến. Và có biểu hiện tốt như vậy, vì sao Hoa không thăng chức cho cậu ấy? Cậu rõ ràng là có tật giật mình, nên tôi cố tình nói hôm nay kiểm tra đột xuất, mục đích là để cậu lộ sơ hở. Nói đi, vì sao phải làm vậy chứ? Bởi vì chính ông ta. Tôi sao? Phải. Ông từng biết tôi làm công ty này đã 7 năm trời rồi. Tôi luôn cố gắng, tôi chưa từng đi trễ về sớm. Kết quả thì sao? Người mới đến mấy tháng thôi đã lên được chức trợ lý bếp trưởng. Bởi vì sao? Cậu ta là cháu ruột của ông có đúng không? Ông nói coi có công bằng với tôi hay không hả? Ông nói một câu công bằng tôi nghe thử xem. Cậu chủ à, tôi xin cậu, tôi thật sự biết lỗi rồi. Nhưng mà xin cậu đừng có báo cảnh sát nha. Nếu như cậu làm vậy, ở nhà tôi còn vợ con, họ phải làm sao đi hả? Tôi không thể ngồi tù được cậu chủ à. Đúng rồi đó cậu chủ, hay là cậu tha cho Tiểu Trần đi, cậu ấy cũng có hoàn cảnh mà. Được rồi, việc lần này coi như bỏ qua, nhưng mà tôi không thể để cậu ở lại được. Cảm ơn cậu. Không thể bỏ qua vậy được, vì này ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Nếu bỏ qua như vậy, danh tiếng của chúng ta bị tổn thất, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chúng ta nên công bố cô Pikia là bị hại, như vậy mới lấy lại danh tiếng của chúng ta được. Nhưng mà người ta còn vợ con nữa anh ạ. Trước khi cậu ta làm vậy đã phải nghĩ tới hậu quả, sự việc phải phân nặng nhẹ. Nếu cậu che giấu cho cậu ta, công ty sẽ chịu tổn thất đó. Chúng ta chỉ làm theo việc công, hơn nữa làm sai thì cần phải chịu sự trừng phạt, không phải sao? Cậu mới là cậu chủ ở đây, tại sao cậu phải nghe lời anh ta chứ? Anh đó, tại sao vậy hả? Thôi, tỉnh lại đi. Tại sao lại hại tôi? Tôi với cậu không thù không quán, tại sao anh nhất định phải làm như vậy chứ? Tại sao phải đẩy tôi đến bước đường cùng này? Tại sao lại hại tôi chứ? Bây giờ còn hại cả vợ con tôi. Tôi thật sự đã rất cố gắng mà. Bây giờ đã rõ chân tướng, không phải là vấn đề vệ sinh mà đã bị người khác hãm hại. Bếp chính đã được bỏ lệnh cấm, chúng ta có thể vận hành bình thường. Long Bân, lần này cậu làm rất tốt, tôi rất hài lòng. Tôi cảm thấy lần này công của Kim Bảo cũng không ít, nó vừa ra tay đã bắt được hung thủ. Thực ra lần này nếu như không phải có Long Bân danh dạy, có thể là tới bây giờ vẫn chưa bắt được người đâu. Thực ra cậu Daniel giúp không ít, nhưng mà lần này tuy khách hàng đã biết được sự thật rồi, nhưng mà vẫn chưa thể có lại niềm tin với chúng ta được.
Bây giờ việc quan trọng nhất là lấy lại danh tiếng của cục bì kia. Tôi kiến nghị tiến hành ưu đãi để thu hút khách hàng. Ứng dụng đặt hàng lần trước đã làm xong rồi mà. Tôi đề nghị khi mà chúng ta ra mắt ứng dụng, khách hàng tải ứng dụng về có thể nhận được ưu đãi 20%. Không chỉ vậy, trong tháng đầu tiên, chỉ cần khách hàng đặt hàng qua ứng dụng sẽ được giảm 10%. Khách hàng luôn thích ưu đãi khi mua hàng, chắc có thể hấp dẫn được họ. Rất tốt. Hiếm khi hai người có cùng ý kiến với nhau. Vậy đi, nhiệm vụ lần này á, giao cho hai người. Không thành vấn đề. Đây cậu chủ, wow, lần này hai cậu hợp tác coi như đã giúp công ty vượt qua được nguy cơ rồi. Thật sự đã cứu được chúng tôi đó. Có nói quá không đó. Nên nọt xong rồi, mau về làm việc đi. Dạ sếp. Nè, lần này cũng nhờ có cậu. Nếu cậu không kiên quyết yêu cầu về bếp chính điều tra, có thể bây giờ chúng ta còn chưa tìm được ai là người hạ độc đó. Tôi cũng chỉ muốn là ba đừng lo lắng quá thôi. Kobikia là một tay ba của tôi gây dựng nên, đều là tâm huyết của ông ấy. Nếu Kobikia xảy ra chuyện gì, người bị đả kích lớn nhất chính là ba của tôi đó. Thật không ngờ cậu cũng có hiếu quá đó. Anh cũng không tệ đâu, cũng lợi hại lắm, còn nghĩ ra cách lừa Tiểu Trần nữa chứ. Chức chỉ huy của tôi không phải làm cho có đâu. Cảm ơn anh. Chỉ huy. Được khách sáo, giám đốc điều hành. Bill, lát nữa có muốn đi hát không? Không, tôi phải về đó. Hả? Cậu phải về sao? Đừng làm mất hứng mà, hiếm khi được nghỉ, không đi được đâu. Đi chung đi. Khải Tuấn à, hiếm khi có thể được ra ngoài, cậu ngoan ngoãn về nhà đi chứ. Người nhà của cậu nhất định sẽ muốn gặp cậu lắm đó. Tiên Phong à, nếu không phải cậu không được ra ngoài á, tôi nhất định sẽ rủ cậu đi chung rồi. Còn không phải là vì kẻ ăn hại nào đó, mọi người đều đang đào hố, cậu ta lại trốn đi ngủ. Hai cậu bị phạt, không thể cùng ra ngoài được. Ê, tôi hỏi cậu nghe, tại sao trên thế giới lại có loại người này chứ? Hại người hại bạn. Cậu có đồng đội tệ như vậy, xem như cậu xui rồi. Tiên Phong, cậu giúp cậu ta, cậu ta cũng phớt lờ kìa. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Các cậu mau đi đi, đợi lát nữa thuyền đi rồi các cậu khỏi đi luôn đó. Ở lại vận động chung với tôi luôn đó nha. Tạm biệt. Đi thôi, đi. Được rồi, tạm biệt nha. Tạm biệt. Alo, mẹ hả? Dạ xin lỗi mẹ, hôm nay con không về được rồi. Hả? Tại sao? Có phải làm sai bị phạt rồi đúng không? Dạ không sao, biểu hiện của con không tốt nên là chỉ huy đã phạt con ở lại rồi. Alo, mẹ à. Alo. Cảm ơn. Sao cậu lại suốt ngày câu có vậy làm gì chứ? Liên quan gì tới cậu? Thì tại vì tôi thấy cậu cứ suốt ngày bấm điện thoại, nhắn tin cho bạn gái hả? Tớ mà thèm nhắn cho cô ấy hả? Cậu cãi nhau với bạn gái hay sao chứ? Tuần trước về Quân Doanh không ngủ được là vì chuyện chuyện bạn gái của cậu, có đúng vậy không? Cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa có được không vậy? Cậu đừng có suốt ngày giả lạnh lùng nữa, không cần biết là ai đúng ai sai. Thân là đàn ông, xin lỗi là được rồi. Còn nữa nha, mọi người đều cùng chung một đội hết. Người ta không bài xích cậu là do cậu tự mình tách biệt ra mà thôi. Lúc mọi người đang thảo luận chung thì cậu lại không tham dự, không thể trách người khác được đâu. Điều này thì cậu phải hiểu chứ. Ai đó? Ai đó? Khi nãy tôi nhìn thấy một bóng người đó. Cậu có nhìn nhầm hay không vậy? Không phải, tôi thật sự thấy có bóng người mà. Hay là cái đó không phải người hả? Đừng có nói như vậy nha, trên đời này làm gì có ma chứ. Đi thôi. Đi, nhanh lên. Cậu kia, đứng lại. Các cậu đừng qua đây. Đứng lại. Cậu muốn làm gì vậy? Tôi bị phạt ở lại, không thể ra ngoài. Tôi phải trèo ra ngoài tìm bạn gái tôi. Hỏi cô ấy gì sao chia tay tôi. Được rồi, hay là cậu cứ bình tĩnh trước, đi xuống trước đã.
Hai cậu đừng qua đây nha. Ờ, được rồi, được rồi, được rồi. Đừng có manh động ha. Có chuyện gì từ từ nói. Báo cáo, báo cáo, báo cáo. Ở đây chúng tôi phát hiện một tân binh muốn trốn ra ngoài, đang còn ở cổng. Chúng tôi cần chi viện hết. Bạn gái tôi nói tôi không có thời gian cho cô ấy. Vậy cậu dành thời gian cho cô ấy đi chứ. Tôi cũng muốn, nhưng mà tôi đang ở danh trại huấn luyện mà. Dù được về nhà cũng rất là mệt. Căn bản không có tâm trạng chơi với cô ấy. Vì vậy mà cô ấy nổi giận nên muốn chia tay với tôi. Tôi cũng hết cách rồi. Cái gì? Vì chuyện này mà cô ấy muốn chia tay cậu hả? Tại sao con gái lúc nào cũng như vậy hết vậy? Với tư cách là bạn gái, bộ họ không thể quan tâm và thông cảm cho chúng ta một chút xíu nào sao? Tại sao họ chỉ biết lo cho bản thân họ mà không nghĩ cho chúng ta chứ? Đúng đó, tôi giải thích rồi mà cô ấy không chịu nghe. Còn nói tôi cố chấp nữa. Sao là lỗi của cậu được? Chúng ta cũng là người mà. Huấn luyện liên tục đã rất mệt mỏi rồi, nhưng mà họ lại không biết thông cảm cho chúng ta chút nào hết. Cậu nói đúng không? Đúng đó. Đúng rồi, họ đã không thông cảm thì đã đành đi. Còn suốt ngày cứ chúng ta đi cùng họ, cứ động tới là nổi giận. Nói cho cùng, họ chỉ biết lo cho họ thôi. Căn bản không có biết quan tâm chúng ta đâu ha. Không được chống cự. Nằm yên. Hay quá, rốt cuộc cũng được ra ngoài rồi. Cậu tưởng tôi giống cậu hả? Ê, cậu mau đi tìm bạn gái đi chứ. Thôi bớt lo chuyện bao đồng giùm cái. Có cần tôi giúp hay không vậy? Làm như bản thân là thần tình yêu vậy. Cũng tạm. Chỉ là từng có cao thủ tình trường chỉ tôi vài chiêu thôi. Nè, chiêu gì đó? Thứ nhất là dung tiền. Thứ hai là dám biểu lộ tình cảm. Thử qua chưa? Ừ. Rồi sao nữa? Thất bại rồi. Đi đây. Ê, trước khi về trại có muốn ăn cơm chung không? Ăn cơm xong. Sao không được hả? Hẹn mẹ cậu rồi đúng không? Tôi sợ là cậu đã hẹn bạn gái. Tôi không muốn làm bóng đèn thôi. Được 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 được. Vậy cậu đừng có hẹn mẹ cậu ha. Tôi cũng không hẹn bạn gái. Chỉ hai đứa mình thôi. Lao đi. Sao anh lại đến đây hả? Anh có mua. Em không muốn gì thế anh. Anh đi đi. Nè, lao đi, lao đi, lao đi. Lao đi. Lao đi à. Lao đi. Lao đi à. Sao anh vào đây được hả? Em đâu có khóa cửa sổ đâu. Anh trèo lên đây sao? Phải rồi. Cũng hên là em ở lầu 4. Nếu mà cao hơn nữa thì... Anh có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Lỡ anh té thì phải làm sao? Em lo cho anh rồi hả? Nằm mơ đi. Được rồi, được rồi. Đừng có giận nữa mà. Anh hứa với em, sau này anh sẽ không nổi nóng như vậy nữa. Anh thật sự có nhiều chuyện để muốn nói với em lắm đó. Anh hối hận rồi. Lần trước là do anh không đúng. Anh không nên nổi giận với em mới đúng. Tha thứ cho anh đi có được không vậy? Thực ra em cũng không đúng. Lần trước nên quan tâm anh hơn. Sau này nếu như anh mệt thì nói với em trước. Chúng ta có thể ở nhà xem phim. Nói vậy là em không giận anh nữa đúng không?
Nè, em còn cần cái này không? Là mẫu em thích nhất đó. Nè, để anh đeo cho em nha. Đúng rồi, tuần sau Jay có bài tốt nghiệp cần quay phim. Còn em nói muốn chúng ta diễn nam nữ chính trong một đoạn phim, quay một ngày là xong. Anh thấy được không? Ờ, nếu mà anh không muốn thì em từ chối cậu ấy. Ờ, vậy thì trong phim ngắn đó có cảnh hai nam nữ chính hôn nhau không? Sao em biết được chứ? Nè cô ơi, cô không sao chứ? Ờ, cho hỏi có chuyện gì vậy? Có người nhìn thấy một người đàn ông trèo vào cửa sổ nhà cô, nên báo cảnh sát. Anh ấy là bạn trai của tôi, chỉ muốn cho tôi bất ngờ thôi. Tôi xin lỗi nha. Anh à, anh trèo như vậy nguy hiểm lắm đó, lỡ như té xuống có thể gây án mạng đó biết không hả? Xin lỗi anh nha, tôi đã là anh ấy rồi. Phải rồi, lần sau tôi không dám nữa đâu, tôi xin lỗi. Còn tám chữ thì chữ, chứ đánh chúng đi, đừng nói nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Không phải. Không phải mà, tới cậu đó. Ông Tâm hả? Ông Tâm. Wow, lần nào cũng là cậu thắng hết, tôi không chơi nữa. Tôi lại thắng rồi. Xả bài đi, chơi tiếp. Tôi đi lấy bia. Nhanh lên. Nè, cậu dám đem bia tới hả? Đừng nhiều chuyện. Tới rồi nè. Wow. Ôi, cậu có bia đấy chứ. Sao mọi người uống không đủ thôi. Làm tốt lắm á. Nè, chờ tôi đi. Vệ Quốc, cậu đi đâu vậy chứ? Đi vệ sinh thôi. Xin chào thượng sĩ. Mau lên bơi. Làm cái gì chậm chậm như vậy? Nhanh lên. Dẹp đi. Tôi đâu có bị điếc. Nói lớn vậy làm chi vậy? Ờ, đâu có đâu. Tôi chỉ có một việc muốn hỏi anh thôi à. Dẹp đi. Nhanh lên. Dẹp đi Dương. Tôi muốn hỏi khi nào chúng ta sẽ đi bộ đường dài vậy thượng sĩ à? Lúc nãy không phải đã nói sao? Muốn lặp lại mấy lần nữa đây? Tôi nghe không kỹ mà. Tôi không giúp cậu đâu. Trời ơi, đồ làm gì nữa vậy? Dẹp đi. Đúng rồi, tôi muốn tâm sự với anh một chút nữa. Thật ra đó, tôi cảm thấy đội của tôi hình như họ không có thích tôi lắm. Tôi thấy ai cũng bài xích tôi hết. Ăn cơm cũng không ai chịu ngồi cùng với tôi. Không có ai nói chuyện với tôi luôn. Tôi cảm thấy thật sự khó chịu đó. Còn nữa. Thật ra tôi ở Singapore thì tôi không có bạn bè. Tôi tưởng nhập ngũ sẽ tìm được vài người bạn cho mình. Nhưng mà... Ngưng! Lát nữa đến tìm tôi sau. Chú ý! Ai đã uống rượu? Thượng sĩ, tôi không có uống rượu. Lặp lại tôi nghe xem. Tôi không có uống rượu. Mở tủ ra. Tốt nhất các cậu đừng có nhậu nhẹt ở đây, bị tôi bắt được các cậu coi như là tiêu đó. Thượng sĩ, chúng tôi thật sự không có uống rượu. Không có hả? Mùi rượu nồng nặc nhất phát ra từ người cậu đó. Đó là nước hoa của tôi, chắc là mua phải hàng giả, chỉ có mùi cồn. Tắt đèn đi, ngày mai còn phải huấn luyện. Tất cả lên giường. Đã nói với các cậu là đừng có uống rượu trong phòng rồi mà. Hên là có đồng đội của tôi giúp đỡ, không thôi các cậu chết chắc rồi đó. Không ngờ cậu có nghĩa khí tới vậy. Nè, Vệ Quốc. Ừ? Xem như lần này chúng tôi nợ cậu đó, lần sau sẽ trả.
Chuyện nhỏ thôi anh em. Cậu xem, ban đầu mà vậy thì tốt biết bao hả? Phải rồi. Họ thân thiện dữ lắm. Sau này cậu chơi với họ, cậu sẽ biết thôi. Sao còn lâu thôi vậy? Đi ngủ đi, lát nữa thượng sĩ sẽ quay lại đó. Được thôi, được thôi. Tần Bình Trương, cậu đợi gì vậy? Hả? Bộ chưa ăn cơm sao? Có. Có rồi hả? Vậy đợi cái gì nữa? Nhanh lên. Ai biểu cậu giúp? Tới phi cậu, nhanh lên. Dạ. Tần Bình Trương còn leo mấy lần nữa hả? Hả? Cậu muốn nhảy mấy lần đây? Tần Bình Trương, leo lên đi. Hả? Còn chờ gì nữa? Thượng sĩ, không được. Không được cái gì, không được cũng phải được. Cậu xem ở đây có ai nói không được hay không? Thật sự không được mà thượng sĩ. Lấy chân móc vô dây rồi trèo lên. Không được thượng sĩ. Không được hả? Cậu chịu không được ra ngoài không? Thượng sĩ à, tôi thấy cậu ấy đã rất mệt rồi. Anh có ép nữa cũng vô dụng thôi. Cho cậu ấy nghỉ một chút đi. Tôi nói chuyện với cậu hả? Tiếp tục đi. Tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi. Nếu như anh mệt, anh cũng không thể làm được mà. Cậu nói cái gì? Tôi nói nếu như anh mệt, anh cũng không thể làm được. Tôi nói là tiếp tục. Sao? Cậu muốn đánh tôi sao? Hả? Tân Binh? Nè, cậu ngon thì lại đây nè, thôi. Nè, mấy cậu làm gì vậy? Hả? Mấy cậu làm gì? Tôi đã hiểu sự việc sau khi nói chuyện với mọi người rồi. Thật ra thượng sĩ Liêm đang gặp chút chuyện về gia đình, cho nên tính tình cậu ấy hơi thất thường và đặc biệt là nghiêm khắc với tất cả các cậu. Cậu ấy biết mình đã sai và không nên để cho cảm xúc lấn át nữa. Vì vậy tôi yêu cầu cậu ấy ở lại 3 tuần để huấn luyện đội ngũ. Cảm ơn chỉ huy. Tuy nhiên cậu cũng có lỗi, cậu không nên tranh chấp với lại thượng sĩ Liêm. Chỉ huy à, tôi chỉ muốn giúp Tân Binh Trương thôi. Tôi biết là cậu muốn giúp đồng đội của cậu, nhưng cậu ấy cũng là cấp trên, cậu không nên tranh chấp với cậu ấy làm gì. Xin lỗi chỉ huy. Cậu cũng bị phạt cuối tuần này ở lại, rõ chưa? Rõ thưa chỉ huy. Sao rồi, cậu ổn không? Chỉ huy nói gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là bị phạt cuối tuần ở lại thôi. Xin lỗi, giải quyết đều tại tôi mà ra. Chuyện nhỏ mà, dù sao tôi cũng không có ưa tay thượng sĩ Liêm đó. Nè, cảm ơn cậu đã giúp Trương. Trước đó cũng là chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Bây giờ mới biết hả? Sau này nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy, có biết chưa? Chủ nhật này á, chúng tôi về quân doanh mang đồ ăn cho cậu, có được không? Món gì cũng được đúng không? Món gì cũng được ha, Trương trả hết. Gì? Tôi okay. Nói câu này hồi nào chứ? Cậu coi, vì cậu á mà giải quyết cuối tuần này không được về rồi, có phải là cậu nên bù đắp cho cậu ấy không? Được được được, nhưng mà chỉ mình giải quyết thôi được chưa? Ê, ok. Một người vì mọi người vì một người, làm sao chỉ có một mình giải quyết được? Hơn nữa tôi biết Dễ Quốc thích ăn sushi, chúng tôi cũng thích. Đúng rồi, ăn gì cũng được, tôi dễ lắm. Được rồi, vậy đi. Chủ nhật này mọi người sẽ được ăn sushi miễn phí. Được đó. Được đó. Hay được quá, đó. Có sushi được ăn rồi. Yeah. Alo, lâu đi hả? Anh xin lỗi em nha. Cuối tuần này anh bị phạt ở lại rồi. Chuyện quay phim mà em kêu anh tham gia đó, chắc là anh không đi được rồi. Sao phải ở lại vậy hả? Anh không cẩn thận đánh nhau với thượng sĩ thôi. Sao anh cứ phải như vậy chứ? Không thay đổi được tính nóng nảy hay sao? Anh ra mặt giúp người khác mà, em không biết đâu. Tay thượng sĩ đó suốt ngày chống đấu tụi anh thôi. Vậy đoạn phim ngắn đó phải làm sao? Anh đột nhiên nói không đi nữa, anh kêu Jay phải tìm người đâu ra chứ? Xin lỗi em nha, anh cũng hết cách rồi. Anh bị phạt ở lại, đâu có ra ngoài được đâu. Anh bị phạt ở lại mà sao nghe giọng thoải mái quá vậy? Hay là có phải anh muốn hù dọa em không hả? Không phải đâu, là thật mà. Được rồi, được rồi. Vậy em tìm người khác. Nhưng mà anh không được ghen đó nha. Sao phải ghen chứ? Vì em tìm người khác là bạn trai của em đó. Nè, anh có coi qua kịch bản rồi nha. Trong đó đâu có cảnh thân mật nào đâu. Khó nói lắm nha, có thể đạo diễn đột xuất thêm cảnh thân mật. Em dám hả? Được rồi, được rồi. Đừng có sửa kịch bản lung tung đó.
Hôm nay bạn trai của cậu thật sự không đến hả? Ờ. Vậy làm sao bây giờ, tối nay phải quay rồi. Hay là mình hỏi mấy anh đẹp trai ngoài đường xem có ai muốn diễn vai này hay không. Không phải đẹp trai là được đâu, còn phải xem diễn xuất như thế nào nữa. Có ngoại hình mà không diễn được cũng thua, diễn được mà không có ngoại hình cũng không được. Hay đừng có kén chọn như vậy mà, đại khái là được rồi. Như đây là tác phẩm tốt nghiệp của mình, rất quan trọng đó. Nếu còn không tìm được người, vậy thì sửa kịch bản lại đi. Không sửa được, kịch bản này mình đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để viết. Chào. Chào. Lâu quá không gặp rồi. Gần đây ít thấy cô đến mua bánh mì gì chứ? Tôi thường cuối tuần mới tới mua bánh mì. Trùng hợp anh đều không ở đây. Cà dế lá dứa. Thêm một cái chuối sô-cô-la nữa. Được rồi, đợi tôi một chút nha. Cảm ơn nha. Ê, hai người quen biết nhau hả? Mình ở gần đây nên thường tới mua bánh mì thôi. Cậu thấy anh ấy sao? Hay là kêu anh ấy làm bạn trai cậu đi. Hả? Mình đang nói bạn trai trong phim thôi, không có gì đâu. Yên tâm ha. Anh đấy không được đâu. Thì cậu xem anh ấy có nét nhút nhát xấu hổ, thích hợp với vai này hơn là bạn trai của cậu nhiều. Không phải chứ. Tạo hình không cần chỉnh đâu. Đầu đinh như vậy rất là giống với nhân vật mình viết luôn đó. Ê anh ơi, tối nay anh rảnh không? Có thể giúp tôi một việc được không anh? Việc gì chứ? Phim ngắn của tôi rất cần một nam chính đẹp trai. Anh rất hợp luôn đó. Anh giúp tôi nha. Tôi hả? Không được đâu. Tôi không biết diễn mà. Anh chưa thử làm sao mà biết không được. Tôi thật sự không làm được đâu. Nếu như mà anh không giúp chúng tôi, chắc là tôi không thể tốt nghiệp nữa rồi. Hai người tìm người khác đi mà. Thì vốn dĩ là bạn trai của cô ấy, nhưng mà anh ấy có việc gấp không đến được. Năn nỉ anh luôn đó, chúng tôi thật sự là hết cách rồi, năn nỉ mà. Anh có thể giúp bạn tôi không? Cũng được. Cảm ơn anh. Cậu có số điện thoại của anh ấy đúng không? Được rồi, vậy lát nữa chúng ta liên lạc với nhau. Bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị ha. Lát nữa 3 giờ chúng tôi đến tìm anh. Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Đi thôi. Đi. Cô ấy nhờ con giúp gì hả? Dạ không có gì đâu. Chỉ là nhờ đóng phim ngắn thôi à. Đừng đi. Con đã nhận lời người ta rồi. Thì con cứ nói là tối nay phải đi giao hàng với mẹ đi. Không đi được. Mẹ à. Con đừng để bị lợi dụng nữa. Cô ấy lúc cần con thì cái gì cũng được hết đó. Nhưng mà tới lúc không cần nữa lại đá con đi. Không lẽ con quên bài học đó rồi sao? Con chỉ giúp đỡ với tư cách là bạn bè thôi. Không phải mẹ nói người khác cần giúp thì nên giúp hay sao chứ? Giúp người cũng phải có giới hạn. Còn phải xem người đó là ai nữa. Mẹ không muốn con bị cô ta lợi dụng. Cô ấy không phải là loại người như mẹ nghĩ đâu. Con thừa nhận trước đây con từng thích cô ấy. Nhưng mà đó là chuyện trước đây rồi mẹ à. Không lẽ con giúp đỡ bạn bè cũng không được hay sao? Mẹ à, con đã nhận lời người ta rồi. Việc đã hứa thì phải làm chứ. Điều này mẹ cũng dạy con rồi còn gì. Giỏi rồi ha. Nhập ngũ rồi không thèm nghe lời của mẹ. Đương nhiên là không phải rồi. Điều mẹ nói có lý thì con sẽ nghe theo. Mẹ à, con đã lớn rồi mà. Con biết phân biệt đúng sai. Mẹ cứ yên tâm đi. Đừng suốt ngày lo lắng cho con nữa chứ. Còn thái độ kìa. Được rồi, con về chuẩn bị đi. Tiểu Anh à. Anh về đây là muốn nói lời tạm biệt với em. Em phải sống cho thật tốt. Và em hãy quên anh đi. Em không muốn. Kỷ niệm gì chúng ta làm sao nó quên là quên được chứ. Anh đã chết rồi. Em còn trẻ, nhất định có thể tìm được một người tốt hơn anh mà. Nhưng mà em không nỡ xa anh. Anh đừng có xa em được không? Em cầu xin anh đừng đi. Ở lại với em đi mà được không? À.
Cắt. Tốt lắm, nghỉ ngơi chút đi. Wow, lao đi, cậu diễn hay lắm luôn. Anh cũng không tệ, tôi đúng là tìm đúng người rồi. Được rồi, phần của hai người xong rồi. Nhưng mà tôi còn phải qua bên kia quay thêm vài cảnh nữa. Hai người muốn qua chung hay là chờ ở đây một chút xíu nữa? Phải đợi bao lâu hả? Chắc tầm 1-2 tiếng, mình không biết nữa. Vậy hả? Vậy mình và anh ấy đi trước nha. Cũng được, vậy khi nào cắt ghép xong sẽ cho hai người xem nha. Chào anh, lần sau mời anh ăn cơm ha. Tạm biệt. Tạm biệt, cố lên nha. Tạm biệt. Bye bye. Đi thôi. Anh biết đường không vậy? Ừ, đằng trước quẹo trái, đi bộ thêm 10 phút nữa sẽ có trạm xe buýt đó. Anh về nhà hả? Ừ, mẹ tôi đã nấu cơm tối. Cô... Sợ chết đi được, sao đột nhiên có giường chó như vậy? Chúng ta đi thôi. Sao vậy? Hình như là tôi bị trật chân rồi. Để tôi cõng cô. Tôi... Cô lên đi.